Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi làm trong series Run City và xin một ngày thật là tốt lành và niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại một trào lưu đang rất là hot trong khoảng thời gian vừa qua. Đó là chúng ta có một sự kiện sẽ giúp cho chúng ta là có thể nhìn thấy được một cái chứng chỉ của mình trong thời gian là một năm vừa qua các bạn. Và chúng ta phải nhanh tay lên, bởi vì cái chứng chỉ này nó chỉ hiện trong một khoảng thời gian thôi. Cho nên là chúng ta có thể là bấm vào và tải cái chứng chỉ này về trong máy để chúng ta đi khoe và đi đăng lên, nói chung là tấn công trên khắp mặt trận của các group Run City luôn các bạn. Chính vì như vậy nên chúng ta cũng sẽ thử xem cái chứng chỉ, cái văn bằng chúng ta đã đạt được những cái thành tựu gì trong cái khoảng thời gian vừa qua. Thì mình cũng đang được rất là muốn biết các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu cái chứng chỉ về Run City là như thế nào nha các bạn. Chúng ta có thể nói đây là một cái văn bằng, một cái chứng chỉ hay là một cái, nói chung là một cái ghi chép lại cái thành tựu chúng ta trong khoảng thời gian vừa qua nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chữ My ở đây nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ được chuyển qua một cái trang web, sau đó chúng ta sẽ hiện lên cái chứng chỉ của mình. Rồi, bấm vô. Đấy, giờ chúng ta gọi là tự động chuyển đến các bạn. Wow, đấy, chúng ta đã hiện ra rồi các bạn. Chính là nơi này đây. Một cái khoảng trời xanh mênh mông rất bao la rộng lớn các bạn. Và một cái tấm văn bằng chứng chỉ hiện ra. Và ở dưới đây có gọi là một cái chỗ để chúng ta gọi là share cái chứng chỉ này, hay là chúng ta chụp lại nha các bạn. Ở đây thì chúng ta gọi là share cho sắc nét, chụp màn hình lại cũng được. Nhưng mà cái này mình đang để màn hình ngang nha. Còn nếu mình để dọc thì chúng ta dễ nhìn hơn, nhưng mà cái màn hình chúng ta sẽ bị thu nhỏ. Thế thôi, chúng ta sẽ phân tích dựa vào gọi là từ trên xuống dưới luôn các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái tấm văn bằng này. Thì thiết kế cấu trúc rất là đẹp các bạn. Có một chú rồng gọi là đang gọi là cắn ở bên trên. Nói chung là kiểu như đang ngậm một cái phụng thiên thừa mệnh hoàng đế chiếu viết đấy các bạn. Đấy, rất là ghê gớm luôn, có màu vàng sắc. Ai mới chơi gọi là chúng ta cũng gọi là lên cái văn bằng này thì cũng ngầu hết các bạn. Quá là ngầu không các bạn. Trời ơi, quá là quý giá luôn. Đây, và ở dưới thì có thêm một con dấu và có chữ ký của thần luôn các bạn. Desert nè. Trời ơi, người mà chúng ta hay gặp trong những sự kiện, rồi hay gặp trong cái hướng dẫn đấy các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi từ trên xuống dưới nha. Đầu tiên thì về cái logo của Run City thì chúng ta đã có một cái sự đổi mới, nói chung rất là đẹp luôn. Đây các bạn, logo thì nói chung là đã ăn theo, nói chung là cũng đã làm theo cái phong cách là sinh nhật Run City 10 tuổi rồi. Có cái quả trứng là chữ O các bạn. Và ở dưới thì chữ City như là một cái banner của cái món quà đấy các bạn. Cái mà mở quà ra đấy. Rồi, và những cái chữ thì giống như là vảy rồng luôn. Ở đây thì chúng ta có bên đây là tháng 3 của năm 2021 đến là tháng 3 của năm 2022. Vậy thì cái này là nó chỉ quy định trong một cái khoảng thời gian là một năm vừa qua thôi nha các bạn. Đây thì không phải là một cái chứng chỉ từ gọi là nick của chúng ta từ bao nhiêu gọi là lâu từ đó tới giờ, nhưng mà chỉ gọi là trong cái khoảng thời gian là tầm một năm thôi. Đấy, ta sẽ có là Dear Swan Master đấy. Thích đọc cái chữ gọi là Dragon Master các bạn. Là kính gửi những gọi là bậc thầy huấn luyện rồng thân mến, gọi là những bậc thầy các bạn, master hay là sư phụ gì đó. Rồi, và đây thì chúng ta sẽ có những cái từ chúng ta viết bằng tiếng Anh các bạn. Ở dưới thì chúng ta có những cái thông tin đại loại như là cái câu chuyện của Run City chúng ta như thế nào rồi. Đấy, chúng ta hãy cùng nhau là nhìn gọi là cái văn bằng các bạn, cái gọi là thành tựu của chúng ta trong một cái khoảng thời gian là one year, một năm vừa qua. Rồi, và chúng ta sẽ gọi là chứng kiến lại cái khoảnh khắc, đây có chữ highlight, khoảnh khắc highlight hả, thì chứng kiến lại những cái gọi là thành tựu tỏa sáng của chúng ta ở bên phía dưới các bạn. Rồi, thì ở đây là một cái kiểu như là một cái chứng chỉ các bạn. Đấy, có chữ general nè. Rồi, ở dưới đây thì chúng ta có ở bên đây là chúng ta đã gọi là sở hữu 39 chú rồng Terra các bạn.
Giống như là chúng ta đã đạt được đó là 39 chú rồng Terra Dragon các bạn. Có thể là đối với lại những chú rồng Terra có điều gì đó đặc biệt cho nên là được lên trên bảng này luôn các bạn. Rồi thì nói chung là 39 chú rồng cũng hơi khá là ít các bạn. Có lẽ là do chúng ta không có tham gia đua Heroic nhiều và cũng không có sử dụng những cái kế sách là chúng ta sử dụng chú rồng Terra nhiều các bạn. Rồi bên đây thì chúng ta có Breedings Completed là số lần mà chúng ta hoàn thành cái công việc là lai rồng. Thì đây là 2,6k nha các bạn. Tính ra cũng khá là nhiều đấy. Và bên dưới thì là những cái yếu tố không thể thiếu, chính là food và good nha các bạn. Chung là trái cây và vàng. Thì ở đây là cái lượng trái cây mà chúng ta đã thu thập được. Thì nó gọi là ở mức là 972,4 mê luôn nha các bạn. Thực ra thì mình hay nói là mê, chứ thực ra cái này là million nha các bạn. Có nghĩa là 972,4 triệu là trái cây đó các bạn. Còn nếu không thì chúng ta đọc là M. Chứ còn đọc mê thì nhiều bạn chúng ta cứ nghĩ là mê bay các bạn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng khá là quen với lại cách đọc này rồi. Ở bên đây thì lượng vàng mà chúng ta gọi là thu thập được thì nó lên đến là 9,7 B luôn các bạn. B là billion, là tỷ đấy, 9,7 tỷ. Trời ơi, nếu mà lượng trái cây với lại lượng vàng người ta hoán đổi cho nhau ha. Trời ơi. Ok, nhưng mà nói chung với cái lượng trái cây này cũng rất là nhiều đó bạn. Chúng ta cũng gần đạt được là xấp xỉ 1 bi rồi. Đây, khá là ngon lành luôn. Ok, và ở đây thì chúng ta có cái gọi là lượng rồng mà chúng ta đã phát hiện ra các bạn. Chắc là đây là về số lượng rồng mới đấy. Là 357 chú rồng. Wow, khá là ấn tượng đấy các bạn. Còn bên đây thì cái số trận chiến mà chúng ta đã chiến thắng thì là 2,8k. Thì không biết 2,8k này là tính là một trận hay là tính trên một sinh mạng chú rồng. Cái này mình chưa rõ nha các bạn. Còn chú rồng mà chúng ta đã có một cái sự là đánh bại nhiều nhất những cái đối thủ khác thì là chú rồng Ratus gánh tem các bạn. Chúng ta phải ghi nhận là sự cống hiến của chú rồng Ratus các bạn. Còn nếu như ở bên đây mình không lầm thì đang nói về việc là chú rồng quý hiếm nhất mà chúng ta đang sở hữu. Thì ở đây mình đang có một chú rồng là được sở hữu bởi 0,07% từ các người chơi các bạn. Thì đó là chú rồng Squid Dragon, là Ram Dragon các bạn. Thì không biết như thế nào nhưng mà lại xuất hiện ở trên bảng chúng ta là một chú rồng nói chung là không quá mấy là nổi bật các bạn. Thì chắc là như vậy nên mới xếp vào trong hạng là quý hiếm của chúng ta phải không các bạn. Ok, và ở đây thì bên phía dưới chúng ta còn có những cái dòng chữ là chúng ta hãy chia sẻ cái gọi là cái văn bằng này, cái chứng nhận này đi thật là xa, thật là rộng rãi các bạn. Và hãy nhìn xem những cái gọi là của những người khác, những bậc thầy khác để so sánh các bạn. Và hẹn gặp lại bạn trong năm sau. Rồi, ok. Thì nói chung là những cái lời cuối thì cũng gọi là nhân việc là chúng ta chia sẻ, chúng ta gọi là từ xem của những người chơi khác và sẽ chờ là hẹn gặp lại trong năm sau để xem là năm sau thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái thành tựu gì nha các bạn. Ok, về cơ bản thì chúng ta đã phân tích xong cái gọi là văn bằng, gọi là chứng chỉ này. Thì nhiều bạn chúng ta hỏi là với cái này thì chúng ta có những cái lợi ích gì không anh? Để làm gì vậy anh? Thì cái này giống như là một cái kỷ niệm chương vậy đó. Thì để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc của mình và chúng ta có thể là chia sẻ cũng như là khoe thành tích chiến công của mình cho mọi người cùng biết. Cho nên là đối với lại cái chứng chỉ này thì chúng ta cũng có rất là nhiều giá trị nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lưu lại cái chứng chỉ này. Và chúng ta đã trở lại Run City rồi nha các bạn. Sau khi trở lại Run City thì chúng ta đã có một cái quảng cáo là sẽ giúp chúng ta có cơ hội là xem ra một ca off Legend nha các bạn. Nhưng mà ngày trước khi mà chưa có sự kiện thì chúng ta cũng đã từng ra những cái quảng cáo chúng ta coi được một ca off rồi. Nhưng mà thật ra thì đối với lại cái quảng cáo mà vừa qua đó các bạn, là quảng cáo mà xem 10k game đấy, thì chúng ta xem nói chung là mình không hiểu kiểu gì luôn. Và tất cả những cái nick của mình và tất cả những cái số lần ta mở, một nick mở 2 lần thì đều auto ra một các bạn. Còn gọi là sợ còn thua cả lúc mà chúng ta gọi là xem quảng cáo bình thường khi mà chưa có sự kiện gọi là 10k game nữa các bạn. Thì không biết là đối với lại cái op này thì tỷ lệ chúng ta có gọi là khá hơn không.
Nhưng mà có lẽ để hưởng ứng sự kiện thì mình cũng sẽ là xem quảng cáo ở các nick và để xem là có nick nào chúng ta gọi là may mắn ta mở ra không. Chỉ cần là một nick chúng ta may mắn mở ra 1k thôi thì sẽ giúp chúng ta trong cái chặng đường tiếp theo lắm đấy các bạn. Đấy. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại một cái chuyên mục. Ôi, để mình thu xong cái lượng gọi là con xanh cái đã. Trời ơi, chúng ta nói về Divide Pass mới luôn kìa các bạn. Thì do Divide Pass chúng ta cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta chỉ là giống như những cái Divide Pass như thường lệ. Và cũng có một chú rồng gọi là chú ngụ trong đó. Và thuộc cái dòng họ là có năng lực hồi sinh cho những chú rồng khác. Ta sẽ lướt qua một tí các bạn. Đấy, giống như là bước qua nhau vậy đó. Vì chúng ta đâu có mở Pass đâu. Đây chính là chủ nhân của Pass này, của chú rồng Redemption các bạn ạ. Wow, cầm hai dao thích khách thì không biết là như thế nào nhưng mà chắc là vô cùng là lợi hại đấy các bạn. Đấy, và đây thì những cái phần quà thì nó vẫn gọi là như bình thường và cái điểm thì cũng nhiều các bạn, không phải là những cái gọi là quest giống như ta vừa qua trong một cái chuỗi series về anh chàng gọi là High Grounded Time thì quá là nhiều điều chúng ta còn đồng lại rồi phải không các bạn. Đấy, và còn lại thì chiến trường của chúng ta là chiến trường Master Yi. Nhắc tới Master Yi thì ngày hôm qua mình gọi là đánh gọi là rất là hăng say các bạn. Mình cứ tưởng là những cái bạn mà chúng ta gọi là để đội hình yếu mà chúng ta lên trên cao là boss cài vào, nhưng mà không phải các bạn, cũng là những nick những người chơi khác nhưng mà chúng ta vẫn là có một cái sức mạnh chúng ta leo rất là cao các bạn ạ. Đấy thì không biết là như đây như thế nào. Trời ơi, top master này hiện tại là wow. Trời ơi, cái gì vậy? Anh chàng Falcon chúng ta vẫn là ở gọi là hạng 2 bởi vì một người là ông ta lên 25k luôn. Trời ơi. Cấp 96 lên 25k, anh chàng Parapoy các bạn. Rồi và những gọi là gương mặt tiêu biểu. Bạn top 1 Saha thì đã gọi là dừng lại ở vị trí là top 7 các bạn. Rồi, trời ơi, top 8 là Joker Gaming YouTube các bạn. Không biết là có phải là real không nhưng mà khá là ghê gớm đấy các bạn. Trời ơi. Rồi và nhiều anh chàng khác nha các bạn. Trời, Coco rồi nhiều lắm các bạn. Mới có qua một ngày thôi mà những cái trận chiến đã vô cùng là nảy lửa như thế này rồi các bạn. Đây, toàn là đã lên trên gọi là Master 2 rồi nè. Và ở trên đây thì cũng Master 3 luôn các bạn. Trên đây thì cách nhau lại càng xa nữa. Từ đây mà lên đây là đã thấy xa xa rồi đấy. Rồi, ok. Thì bởi vì cái trận chiến của mình là có gọi là được chung là xuất hiện trong video của một YouTuber Run City nước ngoài đúng không các bạn. Đấy thì nói chung là những cái thông tin chi tiết thì có lẽ mình sẽ để ở bên dưới gọi là comment. Vì đó là một kênh cũng rất là kiểu giống như là kênh lớn các bạn. Rồi thì đây chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyến hành trình của mình về cái văn bằng này. Giống như những cái lời cuối cùng trong văn bằng đó chính là chúng ta hãy chia sẻ, hãy nhìn xem những cái chứng chỉ của những người khác người ta so sánh và cùng nhau là chúng ta gọi là vui tươi kết hợp với nhau đấy, và hẹn gặp lại chúng ta trong năm tới. Chính vì vậy nên mình đã tổ chức một cái gọi là bất ngờ nho nhỏ. Đây mình sẽ vào ở sang Run City nha các bạn. Thì mình có làm một cái bài đăng đó là chúng ta sẽ quay để mình nói về cái diễn biến hôm qua này. Thì không ngờ trận đấu hôm qua là căng thiệt các bạn, qua rồi là ngồi bên video nước ngoài luôn. Biết gì hôm qua xả game chơi tới bến, em biết mình mà biết vậy, hôm qua mình xả game mình chơi tới bến để mình gọi là lập chiến công rồi các bạn. Không ngờ lại như vậy. Đây các bạn, đây là trong một cái gọi là video của một YouTuber nước ngoài nha các bạn. Đấy, một kênh lớn luôn á, 124.000 người đăng ký. Và gọi là trong cái khoảng thời gian này đánh gọi là anh ấy cũng lên được gọi là top 1 một thời gian đấy. Đây các bạn, hãy chụp màn hình lại. Sau là trong cái khoảng thời gian này có mình đây cùng Toriko này và một số lần khác thì mình bị tụt xuống top 8 các bạn. Rồi ok, và hôm qua thì mình có đây các bạn, nhân dịp Run City, sinh nhật Run City, mình muốn có một bất ngờ nhỏ. Các bạn hãy đăng tải nào là tấm ảnh về chứng nhận Run City của các bạn bên dưới status này. Ngày mai mình làm video review về chứng nhận Run City nhé. Lưu ý thời gian sự kiện là dự kiến các bạn từ 3 giờ tới 3 giờ chiều mai, là chiều nay là hôm nay đó các bạn. Hãy khoe chiến tích của các bạn để được lên sóng đi nào. Rồi hãy tăng thêm những câu nói mang thương hiệu của mình để gây ấn tượng. Ảnh bên dưới là ảnh minh họa của Nick quân Hikino các bạn.
Đây thì mình gọi là để dành cái nick series chúng ta để mà trong video này chúng ta mở luôn. Đây là bên nick gọi là Quân Hikino các bạn. Thì chúc rằng chúng ta gặp được nhiều chiến công nhất chính là Blood God. Và chúc rằng hiếm nhất bên kia lại là chúc rằng Bobo Blood với 0.2 tỷ lệ là người chơi sở hữu các bạn. Wow, quá ghê gớm phải không nào? Đường trái cây cũng lên tới là 181 mê. Đường trái cây là 1.8 là bi nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ xem quay cũng có rất là nhiều bình luận đây các bạn. Cái này thì nói chung là phải để cái điện thoại dọc chúng ta mới dễ nhìn được. Điện thoại ngang thì hơi là khó nhìn nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi từng cái profile luôn nha các bạn, cả chứng chỉ luôn. Đầu tiên là của bạn Hoài Chẩu. Thì chắc là mình sẽ xoay cái điện thoại lại cho nó dễ nhìn nha các bạn. Ok, đầu tiên là của bạn Hoài Chẩu. Thì chúng ta có một cái chứng chỉ như sau. Chúng ta sẽ có nổi bật là chốt ròn flame lửa các bạn, 24, số lần like là 112, tương đối là nói chung là thấp các bạn. Có lẽ bạn này chúng ta mới chơi, nhưng mà lượng check chúng ta đạt là 35.5 mê, thì cũng là chơi nhiều các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng có thêm lượng check là 313 mê. Đấy, cũng gọi là khá tiến bộ rồi đấy. Và ở dưới thì là 161 chốt ròn được khám phá trong năm vừa qua. Không biết bạn này chúng ta đã chơi được 1 năm hay chưa, có trọn vẹn hay không. Và số trận đánh chúng ta là 629. Với lại chú rồng lập công nhiều nhất là chú rồng này các bạn. Wow, bạn này có mở bát luôn. Chú rồng này thì nói chung là có cái tỷ lệ, nói chung là nếu như chúng ta xài ở khoảng thời gian đầu thì cũng khá là ok. Hoặc chúng ta gọi là lấy nâng sau, hoặc là khoảng được xương xương thôi các bạn. Chúng ta cũng gọi là nên sau này là xài những rồng khác. Rồi, ở dưới thì chúng ta có rồng gọi là Vidago là 0.4%. Ủa, chú rồng Vidago là trong cái sự kiện nó lâu lắm rồi ấy. Không biết là có phải là do bạn này chúng ta mở trứng ra hay không. Còn nếu mà trong cuộc đua thì mình nhớ là cuộc đua của chú rồng Vidago là cũng rất là lâu rồi ý. Có thể là bạn này chúng ta cũng chơi lâu rồi, nhưng mà kiểu là một năm vừa qua hãy không hoạt động nhiều. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ đến lại bức hình thứ hai. Ui, bạn Khang Minh Cao chúng ta chỉ chia sẻ một cái gọi là quảng cáo là những niềm đau các bạn. Có một game này, tới bạn Hồ Nam. Hồ Nam là 65, chắc bạn ấy vẫn còn gọi là đam mê like chú rồng Terra các bạn. 1.7k là lượt chúng ta gọi là hoàn thành cái like rồng khá là nhiều đấy. 218 phút, ui cũng được. 3.7 bi là lượng vàng. Trời ơi, trời trời, bạn ấy là chúng ta gọi là khám phá được 491 chú rồng trong một năm vừa qua luôn. Có lẽ là bạn ấy gọi là thuộc sở trường chúng ta gọi là sưu tập rồng, kiểu như là cứ có rồng nào mới lạ, rồng hiếm thì chúng ta cứ là để ra các bạn. Và bên đây thì chúng ta lại có những cái số trực chiến là 1k4. Và chú rồng mà bạn ấy đang gọi là hướng đến chính là chú rồng Hush Vampire các bạn. Có lẽ là bạn ấy đã nâng xa rồi đấy. Và chú rồng đây, ở dưới đây thì chú rồng không biết là tên gì, nhưng mà chú rồng này thì có 0.1% người chơi sở hữu các bạn. Và tính ra chú rồng của chúng ta là 0.07 là rất là hiếm luôn các bạn. Đây là toàn là 0.2, 0.1, 0.4. Thì nói chung là cũng chưa hiếm bằng chú rồng của chúng ta các bạn. Ok, trái cây thì như vậy cũng là tầm ổn rồi. Và đây là bạn Nguyễn Minh Tiến. Bạn Tiến này có trong clan mình các bạn. À, đã chơi được 9 tháng đây ạ. Em là Tiến. Trời ơi, Tiến xào cái gì vậy? Rồi thành viên của clan Thợ Săn Run City đây. Đấy, một cái lời giới thiệu các bạn. Anh nên là có thêm những cái lời giới thiệu mang tính thương hiệu các bạn. Thì đây 9 tháng các bạn. Wow, 9 tháng mà 3.2k lượt gọi là like thành công luôn. Trời, like nhiều quá nhỏ. Và 50 gọi là chú rồng bóng tối các bạn. Dark Dragon thì chắc là tính những rồng thân chúng. Vâng. Còn là bạn này chúng ta lại lấy đâu ra nhiều chú rồng đắt dragon làm gì thế nhờ. Trời ơi, khá là đắt các bạn. Ok, và lượng trái cây chúng ta là 652, tương đối là nhiều rồi các bạn. Lượng vàng là 8 bi các bạn, tức là hòn đảo chúng ta cũng đã gọi là bành trướng rồi ấy. Và lượng rồng chúng ta tìm được là 479 luôn. Wow, khá là ghê gớm các bạn. 3.3k những cái trận đấu chúng ta thành công. Và chú rồng gọi là gây ra cơn mộng cho bên kia là sát thần rifle. Và chú rồng siêu hiếm của bạn này đó là chú rồng Flame Dragon 0.01 các bạn. Ok, một cái gọi là chứng chỉ khá là ấn tượng đấy. Và đây thì bạn Hoàng Vinh chỉ một câu thôi, khoe các bạn, một từ thôi chứ. Và 59 chú rồng gọi là Terra, 6.2k luôn, lượt like luôn. Là bạn này chúng ta là gọi là tích cực là nhân giống các bạn, tích cực là like luôn á. Rồi và lượng, ui, lượng trái cây lên đến là 1.2 bi luôn các bạn. Trời, bạn này chúng ta gọi là xài trái cây gọi là ta thu thập được trái cây nhiều quá vậy. Và lượng gọi là vàng là 19.9 luôn. Trời, một cái đẳng cấp rất là cao luôn các bạn. Lượng rồng thì là 585. Những cái trận chiến là 5.3k.
và gọi là chú rồng sở hữu với độ hiếm cao, đó chính là chú rồng này các bạn, chú rồng Gamma với 0,04. Wow, cái số mà 0,0 mà càng thấp là càng hiếm nha các bạn. 0,04 là kiểu như là chúng ta còn hiếm hơn cả là 0,07 luôn các bạn. Quá ghê gớm. Trời ơi. Ok. Và đúng là giống như những gì chúng ta đã thấy các bạn khoe các bạn. Không ngờ một năm vừa qua bạn gọi là Hoàng Vinh chúng ta gọi là chơi chiến thực sự. Ghê thực sự. Nó biểu thị gì vậy anh Quách? Thì mình cũng trả lời tin nhắn cho bạn. À, thống kê lại cho mình biết một số đặc điểm nè, chiến công của Nick nè, và có thể là xem là một chứng nhận thì rồi sau mọi người gọi là nhấn đầu thế thì mình cũng gọi là giới thiệu các bạn là chúng ta sẽ vô game và có một chứng chỉ ở phần thông báo sự kiện, ta sẽ nhấn vào tự nhiên hình. Ok, và đầu tiếp theo nữa là bạn Tú Nguyễn các bạn. Bạn Tú Nguyễn chúng ta sẽ là 34 rồng đất nè, 364 lượt like. Ôi bạn gọi là chúng ta vẫn chưa có chú trọng vào công việc like cho lắm. Chúng ta có 193,9 mê, tính rất là nhiều rồi đấy, 2,6 bi các bạn, 285 chú rồng được khám phá, 1,3k là trận chiến ta đã thành công. Và chú rồng gánh tem là chú rồng gọi là Abyss các bạn, chú rồng siêu quý hiếm của bạn này là chú rồng thỏ phục sinh, 0,2 các bạn. Ở đây thì có tên nhưng mà chúng ta gọi là nhìn mặt bắt hình dong thôi các bạn, à nhìn mặt đoán tên chứ. Ok, và tiếp theo là của bạn Đăng Khôi. Bạn Đăng Khôi là 65 và 493 mê, 67 bi, và lượng rồng chúng ta khám phá được là 565 luôn. Quá ghê gớm. Từng gọi là lượng những cái trận đánh gọi này rất là cao đấy các bạn. 4,2k và đang gọi là gánh theo là chú rồng đi xuất xanh. Còn là chú rồng quý hiếm bên kia thì sẽ là 0,05. Trời ơi, quý hiếm hơn chú rồng của chúng ta luôn các bạn. Ok, và đây là anh Tú Ngọc Nguyễn là anh Tú Quốc Tử nha các bạn. Ta đã có là review qua nét qua nấy với một cái bức tranh là phong cảnh rất là đẹp nha các bạn. Với dòng cáp qua nấy là thiên hạ ba từ tủ bất tử, đẳng cấp idol chốn dương gian. Trời ơi, kiểu như là lưu đến ngàn đời các bạn ạ. Và đây các bạn, wow, quá ghê gớm các bạn. 60 gọi là chú rồng quan hệ là lấy gành luôn. Quá là ghê gớm. Quá là ghê gớm luôn các bạn. Nãy giờ mới thấy là ở đây có một cái hàng đặc biệt như vậy. 14,1k lượt like. Trời ơi, gì mà nhiều vậy. Quá là ghê gớm luôn các bạn. Và lượng trái cây là 1,4 bi luôn các bạn. Có lẽ đây là cái profile gọi là chứng chỉ ấn tượng nhất từ trước tới giờ. Khi mà chúng ta gọi là xem từ nãy tới giờ nha các bạn. 3,1 gọi là 31 chứ, phẩy 7 gọi là bi vàng luôn. Một cái lượng vàng của ta quá là nhiều. Gọi là vậy thì tiền nhiều để làm gì. 587 chú rồng mới đã được khám phá và chú rồng quý hiếm của anh Tú là 0,03. Ui, hình như là chúng ta gọi là ở cái chỗ mà rồng quý hiếm thì hơi thua thiệt một tí xíu, nhưng vẫn tính là ở trong top nha các bạn, tại vì 0,03 là cũng rất là ghê gớm rồi đó. Ui khoan, 0,03 luôn. Trời, gọi là siêu quý hiếm luôn các bạn. Hình như là chúng ta gọi là có một cái gì đó mà chúng ta phải nhìn nhận lại chỗ này. 0,03 là chúng ta còn nhỏ hơn là 0,07, 0,05 và 0,04. Quá xuất sắc các bạn. Và chú rồng 7,6 cái trận đánh. Và chú rồng đang gánh tem là Lux God Vampire. Quá là ngành ngào các bạn. Một cái chứng chỉ phải nói là đáng để mà lưu giữ với xứng đáng với lại những cái dòng cáp này. Quá ghê gớm các bạn. Rồi ôi, 5 like, 5 ha ha gì luôn. Ghê thật sự. Ta xem lại là của bạn Vinh các bạn. Hậu Vinh là 0,04, đây là 0,03, quá ghê gớm. Trời ơi. Được rồi, chúng ta sẽ đến lại bạn Phạm Nghĩa. Bạn Phạm Nghĩa thì chúng ta chơi trên máy tính 47 chú rồng lai gành, tính ra cũng là đáng gộp đây các bạn. 772 mê. Ui, bằng này chúng ta lai nhiều nè, 4,5k và 12 bi, 495 chú rồng khám phá, 3k 6 trận và chú rồng lít gót. Đây thì khá là nhỏ nên mình không đọc được rồi xem rõ nha các bạn. Rồi, ok. Tiếp theo là em mới chơi thôi à, bạn Lê Minh Huy với dòng cáp em mới chơi thôi ạ. À. Mới chơi thôi à, là chúng ta lại có 23 chú rồng Terra, 141 lần like, đúng rồi. Này mới chơi các bạn. Và 11,7 mê, chắc là chơi chắc chưa được 1 năm đâu. Lượng trái cây, lượng vàng thì cũng là 191. Ra tượng vàng chúng ta cũng khá là được rồi đấy. Và chú rồng ta đã tìm ra là 120. Số trận đánh 207. Ôi, vậy là cũng mới chơi một khoảng thời gian nữa các bạn. Chú rồng gánh tem là Storm Storm Bigger các bạn. Kêu okay, chú rồng này thì ui 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 0,1 các bạn. Trời ơi, tự 0,01 là
lại nice sự các bạn. Ok, và bạn Trần Tú này thì chúng ta có 28 cho đồng Dash Dragon, 4,4 là lượt chúng ta gọi là like 311 trái cây và mê trái cây nha các bạn, và 6 bi 261 triệu đồng. Và bên đây gánh tem là Ratus 2,5k, bên đây thì 0,04, ui cũng là một triệu đồng quý hiếm các bạn ạ. Đây thì nói chung là bạn này chúng ta vẫn đi theo con đường là Ratus gánh tem này các bạn, giống như mình, nhưng mà khoảng thời gian mấy năm sau thì chắc là không phải rồi các bạn, vì Ratus chúng ta là như vậy đấy. Sau gần 3 năm cày chay thì em thấy mình vẫn gà nên phải quyết tâm cày nữa, nhưng mà cái chứng chỉ thì người ta chỉ tính trong vòng 1 năm thôi. 67, 6,6k like là khá là nhiều đấy, bạn này chúng ta like khá là nhiều đấy. 702 mê trái cây, ok, trái cây cũng gọi là phong phú. Và 23,4 bi vàng, wow, vậy đã vòng này là chúng ta đã gọi là rộng lớn bao la thu vàng rồi, chúng ta cũng chăm vào đấy chứ. 527 đúng rồi, chúng ta tìm vào tìm được các bạn. Trong rộng quý hiếm thì 0,1, 3k gọi là trận đánh, và trong rộng cánh tem là Light Titan. Ok, cũng khá là nhớ là Titan các bạn. Còn bạn Trần Thiện Mãn thì chúng ta sẽ có là 75 chút đồng Terra. Ui, tích cực like Terra vận may sẽ đến. Và 10,5k lượt like luôn. Trời, ta không nói tiếng nào nhưng mà lợi hại quá vậy. Trời ơi, và 1,1 bi trái cây. Không biết là bạn này có gọi là sử dụng trái cây vào trong cái đợt mà giảm giá 50% hay không. Nếu mà có thì rất là lời luôn ý. Rồi lượng vàng là 23. Trời ơi, chúng ta là không nói gì nhưng mà chúng ta lại chất vậy. Và 676 gọi là chúng ta sở hữu nè, phát hiện ra nè, 6,7k trong vòng gánh tem là Blood God. Đấy các bạn, có nhiều bạn ta là thâm bất khả chắc các bạn, không nói tiếng nào nhưng mà quá lợi hại, quá đại sư. Và ngần Nguyễn Viên các bạn, Nguyễn Viên thì là 31 rồng đất, 222 lượt like các bạn. 64 mê, 663 mê vàng. Và bên kia là trái cây các bạn, 260 trong vòng ta tìm ra 1,2k. Thì chắc là bạn này tương đối là mới nè, nhìn là chúng ta biết là mới rồi. Bên kia thì rồng là 0,5, 0,5 là cũng quý hiếm nhưng mà gọi là quý hiếm cũng khá là thấp các bạn. Ok, và bạn he he, không, bạn hai tai phone các bạn, thì he he đó các bạn. 38 cái rồng đất, 1,4k like, 193 lượng mê và 1,9 bi. Cái này cũng gọi tương đối lớn đó các bạn, chưa lớn cho lắm. Rồi, và 344, ui, tìm ra rồng cũng nhiều nè, 2,2 lượng k và Hustle Vampire. Cái này bạn này chúng ta thích những thiếu nữ vampire các bạn. Ok, thì xứng đáng he he các bạn, phải có là có thiếu nữ trong đó là he, đúng rồi. Rồi các bạn, sư tỷ Thúy Hiền của mình tỷ dùng cả thanh xuân để like rồng. Rồi chúng ta đến với lại profile chứng chỉ của sư tỷ nha các bạn. Ok, 66 triệu rồng Terra Dragon, chắc là sư tỷ mình cũng đã chuyển qua là chúng ta like bằng quảng cáo cho đỡ mệt, nhưng mà 66 triệu rồng gọi là Terra cũng khá là mát tay rồi đấy các bạn. 9,2k lượt like rồng thành công nha bạn, quá là ghê gớm luôn. 1,4 bi trái cây nữa bạn, tiếp tục là một ride gọi là chứng chỉ siêu khủng. Chúng ta có một lượng trái cây mà nhiều không thể nào mà chúng ta gọi là tưởng tượng được luôn các bạn. Chúng ta là gần một bi cũng tính là chúng ta đã dùng bao nhiêu game, chúng ta mua trái cây rồi, xài biết bao nhiêu là kể rồi đấy. Nhưng trong đây là số tiền mình lại có được là 1,4 bi luôn, và 26 là bi vàng các bạn. 629 chú rồng chúng ta được tìm ra. Wow, một cái con số gọi là số rồng tìm ra trong một năm quá nhiều các bạn. Trong khi thực tế thì sư tỷ của mình cũng đã có một cái khoảng thời gian là chúng ta cũng có nhiều chú rồng lắm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn trong vòng một năm vừa qua vẫn là 629 chú rồng. Phải nói là quá ghê gớm các bạn, quá ghê luôn. Kiểu như chúng ta mới chơi hay là chúng ta có một cái nền tảng mà đó trong cái khoảng thời gian mà cơ động thì chúng ta cũng không nói làm gì. Nhưng sư tỷ của mình trước đó đã có rất là nhiều chú rồng rồi, mà để tìm ra thêm những rồng mới nó lại khó khăn, càng thêm khó khăn. Vậy mà đây chúng ta lại có một cái chứng chỉ mà nó pro như vậy luôn á. Và lượt đánh chúng ta sẽ là thành công sẽ là 4,5k. Và sư tỷ mình cũng giống như mình, trời ơi, ra Tết gánh tem và là một năm về trước là những người chơi như chúng ta lại gọi là đặt hết những cái sức mạnh và ra Tết các bạn. Và 0,04 đối với lại một chú rồng là giống như hiêu các bạn, có lẽ là như vậy. Không biết là anh Tú đã tìm đâu ra chú rồng 0,03, quá ghê gớm các bạn. Nhưng mà nói chung là profile của sư tỷ mình nó là cực kỳ khủng nha các bạn. Ok, và bạn Trọng Dũng thì hơi buồn. Rồi, bạn Phạm Văn Bá, trời ơi, mặt trăng đen luôn các bạn. Phạm Văn Bá thì có profile như thế này, 64, 5k4, 598, 9,4, 506 chú rồng đã được tìm ra luôn. Quá ghê gớm các bạn, và chú rồng 0,04 và 3,2k cũng là ra Tết. Wow, những bạn ra Tết là những bạn chúng ta gọi là có một cái
gọi là tuổi thơ dữ dội các bạn. Em có cảm giác em là cuội nhất trong đám, bạn Lê Đạt với là avatar chú dịch trầm cảm. Bạn thấy mình quá đẹp trai các bạn, 25, 3,8k like là ghê rồi đấy, còn cùi bắp gì nữa. 178 mê. Ôi 3,8k like luôn, tích cực like rồng, nhưng mà lượng trái cây chúng ta thu thì tính rằng trung bình hơi thấp nha. Rồi lượng trái cây là lượng vàng là 1,922 tỷ đi. Rồi trái cây lượng chúng ta rồng tìm ra là 255 và trận đấu là 1k. Ui không biết là bạn này chúng ta gọi là có một cái là tỷ lệ chúng ta like thành công là gánh lại cái profile các bạn. Ok em đừng tự ti nha, profile em cũng là được được của nó rồi đấy. Rồi và hai Malaysia là hát đầu tiên em và lại còn giết nhiều nhất. Trời ơi, tính trong vòng năm qua mà ghê quá vậy. 81 cho vòng Ragan rồi Terra, mà này đúng đích thật là fan Terra các bạn. Và 3,8k like, thấy chưa? Bên này bạn này cũng tăng 3,8k, bạn kia cũng 3,8k. Nhưng bên đây là có 767 mê và 11 gọi là bi vàng. 687 chú rồng ta đã tìm ra dành cả thanh xuân để mà khám phá rồng mới các bạn. Rồi và cũng 0,04 chú rồng nay luôn. Và 3k cái trận đấu và chú rồng hai là gánh tem đấy các bạn. Bạn này chúng ta có một niềm yêu thích với rồng hai Malicious các bạn. Rồi bạn Duy Phạm Mạnh thì profile như sau. Mình thì cũng video dài rồi, mình xin phép là đọc nhanh những cái profile sau nha các bạn. 57, 500, lên lên 7 là like này, 210 trái cây, 4 bi và 487. Tính ra là cái số lượng rồng chúng ta mới tìm ra là hơi thấp trong gọi là đa số luôn các bạn. Chắc là do mình là chỉ tập trung vào nâng gọi sức nặng cho những chú rồng. Đây thì 2,1k gọi là chiến đấu và chú rồng siêu hiếm này là 0,1. Chú rồng 2 Fera, wow, siêu nhân khủng long các bạn. Thì ra bạn Duy Mạnh nhất là siêu nhân khủng long đấy các bạn. Và bạn Đăng Trần là 57 chú rồng đất, 4,1k like, 722 quay, 722 là tính ra còn nhiều rồi đấy, 11 bi và 552 chú rồng chúng ta là khám phá ra luôn. Và 5,9k lượng của chúng ta là chú rồng chúng ta đánh được và profile full là gánh tay các bạn. Rồng siêu hiếm là rồng Kama, wow Kama này là dường như là cũng là tố chất đấy các bạn, có tố chất đấy. Ok và bạn Nguyễn Huy với gọi là câu phần phẩm là khá tệ, không biết là như thế nào, ta vào xem. 6 chú rồng Terra, 39 lượng chúng ta like, 15 là mê và 117, 41 chú rồng mới chúng ta tìm ra. Bạn này thì chắc là chúng ta mới chơi rồi, tính ra thì chúng ta cũng không có tệ lắm đâu. Rồi ok. Và bạn Tuấn Lê em mới chơi, ok mới chơi nhưng mà gọi là cũng 290 lượt like này, 76 mê. Wow, mới chơi đó. Và 852 mê, 225 chú rồng có tìm ra thì cũng là nay sừ rồi, mới chơi gì nữa. 770 lượt đánh và chú rồng cánh tem là 2 hết sờ các bạn. Nhưng mà hết sờ nhưng đâu có 2 đâu. Ok, và bạn thành công thì chắc chắn là sẽ thành công thôi. 29 gọi là hệ đất các bạn, là chú rồng sẽ hệ đất nha. 237 là lượt lai rồng nè. 108 là phải 1 mê trái cây nè, 2,9 vi nè. 237 chú rồng và 528 lượt chúng ta đánh luôn. Qua chú rồng cánh tem là cướp biển thuyền trưởng các bạn. Rồi và bạn Chí Nghị. Chí Nghị thì chúng ta có 44 chú rồng đất, 2,3 là cái trái cây vào, ở đây 2,3 lượt like chứ. 224 mê trái cây và 2,8 tỷ vàng, 330 chú rồng được tìm kiếm. Và chú rồng cánh tem bên đây là Terraformer với cái số lượng chuyển ta tổng lại là 1k5. Wow, khá là cao đấy. Bên kia thì chú rồng 0,05. Ui, 0,05 là hiếm hơn chú rồng 0,07 của mình nữa. Sao dở, sao mình không có chú rồng hiếm nhở? Ok, và Nguyễn Thị Thơm. Trời ơi, chắc chắn là thơm rồi các bạn. Ok, và chúng ta có 50 là chú rồng Ragan nè, 634 lượt like, 110 là mê trái cây. Wow, đủ người ta nâng cho chú rồng lên level 70 đấy. Và lượng trái cây và lượng vàng chúng ta thu hoạch được thì gần 1 bi các bạn. 401 chú rồng chúng ta tìm ra. Wow, đúng là như bạn này chúng ta là phái nữ phải không ta? Thì chắc là gọi là chúng ta có một cái đam mê sưu tập rồng, những cái rồng cute các bạn. Và số lần chuyển tiếp ta tương đối là bình thường thôi, đó là 1k và gánh team là Ikin. Trời ơi, Ikin gánh team ghê thật sự các bạn. Ok, chúng ta tạm biệt các bạn thân, chúng ta đến là Nguyễn Tuấn Kiệt, anh hùng Tuấn Kiệt các bạn. Đây chúng ta có 65 chú rồng Terra, wow, và 8,1k like luôn. Ui, tính ra là profile cũng thuộc dạng là khá khẩm đấy các bạn, 820 mê. Rồi tính ra là mình gọi là profile mình được cái là nhiều trái cây các bạn. So với lại những cái thông số khác thì mình khá là ít so với lại mọi người, nhưng mà thông số trái cây thì mình khá là nhiều. Ui, 616 chú rồng ta khám phá ra luôn. Wow, bạn này chúng ta gọi là cũng thiên hướng là chúng ta đi sưu tập rồng đấy các bạn. 7,2k trận chiến, Lost God muôn năm.
Yes, là chúng ta đã đưa rồng Let's Go ta thăng hoa các bạn. Với chú rồng là 0.04. Đúng là anh hùng tuấn kiệt các bạn. Làm cái này như thế nào? Trời ơi, chúng ta phải đọc lại bình luận sau rồi. À, những cái bình luận này mình chưa thả ha thì chắc chúng ta làm sau video chúng ta sẽ quay lại thả ha hết nha. Ok, và đoạn đạn toàn tiếng Pháp với số lượng là 46432194.18 và 372 chú rồng người ta tìm kiếm được Let's Go. Wow, những bạn này chúng ta dường như là giống như thế hệ mới chúng ta gọi là có Let's Go gánh tem các bạn. Quá là ghê gớm. Ok, và bạn khủng vĩ. Bạn khủng vĩ chúng ta cũng Let's Go. Trời ơi. Bạn khủng vĩ chúng ta có một cái profile mà tên gọi là mới lạ gì? 1k gọi là lượt like 325 mê, 4 bi, 434 chúng ta tìm được. Bên này không biết bao nhiêu phần trăm luôn các bạn. 0.1%. Ok. Nếu kiểu mà 0.01 rồi hơi ghê nha các bạn. 2.8k for Let's Go. Ok các bạn. Vẫn là tiếng cười của Let's Go bạn Dương Văn. Có chữ theo dõi luôn các bạn. Chắc là Pan Pay các bạn. Ok, và 28 chú rồng Dragon Terra và 1.4k là lượt team này. Là lượng ta like rồng là thành công đấy. Và 225 mê qua 4.8, 235 và 2.2k. Chú rồng bên đây là Crusted Legend 0.05 các bạn. Với rồng đánh vô rất là high possibility. Chú rồng khá là hoài niệm các bạn. Bạn bạn Dụng Nguyễn sao chúng ta lại làm icon này? Không được đâu nha. Ok, và chúng ta đến lại profile bạn Dụng Nguyễn thì chúng ta sẽ có 56, 3.2, 353 và 4.3, 443. Ui, gì đây? 0.02. Chú rồng Albic xanh. Trời ơi, chú rồng đó chúng là kiểu mà chú rồng Kama thuộc top bộ sưu tập. 0.02 chính là cái lượng quý hiếm gọi là hình như là đang gọi là đứng gọi là top đầu trong những cái rục fan ta phải không? Trước đó là anh gọi là anh Tú chúng ta đứng gọi là 0.01, bây giờ là có một bạn 0.02 và gánh tem là chú rồng Raifu. Quá cái gớm mà lại có chú rồng này rồi, chắc là nhờ đi trên mạnh đấy. Ok, vậy mà còn để icon này chứ. Trời, bạn Khang Nguyễn. Với profile bạn Khang Nguyễn là 70 chú rồng Terra, 1.3k like và 539 mê chế cây, gần 10 tỷ lượt thu hoạch vàng các bạn. Cũng khá là ghê gớm đấy. 554 chú rồng ta tìm ra, 0.1 chính là cho chú rồng này. Và chú rồng bên đây là 3.7 và một chú rồng gánh tem khác cầm 4 tay 2 kiếm các bạn. Ta xem lại coi phải 0.01, 0.2 không. Đúng rồi các bạn. Ok, tiếp tục là bạn Trần Thái Dũng. Black Metal Dragon là con rồng bốn hệ đầy tiên, là đầu tiên của mình, cũng là con rồng mình giết nhiều nhất. Wow, quá ghê gớm các bạn. 2.1 gọi là 21 nè, 148, 43 mê trái cây các bạn này chúng ta mới chơi. Và chú rồng giết nhiều nhất là chú rồng Black Metal, có tổng cái lượt cho chiến thắng ta là 178. Và 178 chú rồng ta tìm ra luôn. Ui, số tương xứng các bạn. Thì đấy các bạn, chú rồng bạn ấy mới chơi nhưng mà nụ cười vẫn mở trên môi. Ta phải lạc quan, ta phải là như bạn ấy các bạn. Rồi đến bạn là Trần Lê Tứ. Bạn Trần Lê Tứ cũng không nói gì. Đây thì 22 chú rồng là Flame 1K 38 288 128. Và chú rồng bên đây là chú rồng gọi là rồng gánh tên các bạn. Ui, bạn này sao chúng ta lại có chú rồng gọi là Heritage cổ thế nhờ? 0.3, mặc dù Heritage cổ nhưng mà 0.3 các bạn. Thì chắc là bạn ấy chúng ta mở rương ra được đấy. Hoặc là bạn ấy chơi, mình nghĩ là chắc mở rương ra được rồi. Ok, và bạn Hòa Phát với nụ cười, nói chung là nụ cười, không biết nụ cười thế nào. Nhưng mà chúng ta sẽ có là 27 nè, 3.2, 60, 783, 208, 1K. Và chú rồng là Raifu các bạn. Bạn Vũ Hoa thì chúng ta là có 54, 782, 189, 2.8, 484 và 1.5K nè. Ok, mình đã chơi hơi gà, bạn Quỳnh nha các bạn. Bạn Mờ Quỳnh thì đây là 18, 118, 12, 110, 112, 480, 453 các bạn. Chú rồng gánh tên là Storm Bio. Oh, đây thì là gì mà Beat Me Player đi là sao ta? Rồi, ok, và đây là 9, 10. Wow, 10 lần like các bạn. 567 chắc là bạn này chúng ta mới chơi nè. 30 và 72. Đây thì đích thị là bạn chúng ta mới chơi nè các bạn. Đấy, nên chúng ta gọi là Beat Me Play là gì? Không biết, bạn Gia Huy fan quá nhưng mà nhìn qua là không có fan đâu các bạn. 59, 582, 384 mê là ngon rồi. 6.3 bi là ngon rồi.
rồi và 3,2k trận đấu là chú rồng Great Time Destruction các bạn, làm cho vui 529 chú rồng chúng ta phát hiện ra còn fan gì nữa không hiểu luôn á. Rồi và bạn Lê Thanh Tú, hai phải là hai đứa đầu tiên của mà em có là con rồng cánh tay mạnh nhất của em khi em chưa có những con rồng Vampire Titan. Wow, siêu nhân khủng long tái hiện lại lên các bạn. 34 581 132 1 bi 247 243 và 1,8k là lượt đánh các bạn. Còn đây là bạn đàn bảo long của em không mạnh lắm, em là Long Run City lúc xưa đây. Trời ơi, hãy trở lại là em của ngày hôm qua. Ok, 37 con rồng, ui giờ mới thấy là con rồng gọi là có hình nước các bạn. 2,5k 193 2 bi 6 là 352 và 1,6k. Let's go. Ok, thế hệ mới toàn let's go không các bạn ạ. Ok, và đây là bay rồng ánh sáng. Ui, 4 mê 22 50. Đấy, chú rồng gọi là có bạn nào chúng ta đặt là rắn đất các bạn. Ok, bạn là bạn Đăng Hoàng nha. Và của em đây là bạn Nghĩa Thành thì là đây các bạn. Rồi 41 22,7 307 nè. 4,3 330 2,1. Bạn Siro thì Sky ơi, trời ơi toàn Sky không các bạn. Rồi mới chơi 3 tháng thôi tệ em xin lời nếu được lên sóng. Chị đây. Thuần ơi, tao được lên sóng nè. Trời ơi, kêu bạn Thuần vô comment luôn các bạn. Ok, và chúng ta đếm lại fan này, chúng ta phải làm kỹ kỹ chút xíu gọi là để khoe với bạn Thuần. Ok, đó là bạn của chúng ta là bạn Hoàng Nhất thì đã có profile được lên sóng như sau. 20 chú rồng đất nè, 571 là lượt like thành công nè, 10,1 mê nè. Các bạn chúng ta mới chơi đúng như những lời giới thiệu các bạn. 72,4 mê nè, 97 chú rồng chúng ta tìm ra, 364 cái trận đánh và Stormier gánh tem. Ui, các bạn chúng ta mới chơi mà chúng ta đã có chú rồng gọi là Corrupted Legend 0,05 là độ hiếm rồi. Còn hiếm hơn chú rồng của mình nữa. Trời ơi, bạn Lê Phúc Khang nha. Ok, là có mà khoe bạn gọi là Thuần rồi. Ok, và đây thì là 20 232 67 1,5 145 486. Thì nếu các bạn người ta thắc mắc thì đây là tại sao mình lại nói là các bạn nên kèm theo những cái gọi là những cái khẩu hiệu hay là những cái gì đó tan vào cái câu nói mang thương hiệu của mình. Đấy, nên được chú tâm nhiều hơn là vậy đấy. Anh ơi, mới chơi 2 tháng không có hả anh ơi? Em tìm mãi không có. Trời ơi, chắc là có nhưng mà phát ra vào lại nhiều lần xem có không nha em. Rồi thử là trên những cái ứng dụng khác xem sao, thiết bị khác cũng được, thử xem nha. Em không có anh ạ. Trời ơi, bạn Nguyễn Vị và bạn Nguyễn Huy, hai bạn đi kè nhau luôn. Ok, chúc hai bạn chúng ta lập thành một đội, năm sau chúng ta có nha. Ok, cũng khá, khấm khá lắm anh ạ. Bạn tài đức nha bạn. Ok, 52, 3k, 1,1 bi. Trời ơi, cái lượng trái cây em kiếm rất là nhiều vậy. 12 bi vàng và 542. Bên này khám khá đúng rồi các bạn, 5,2k. Frightful Vampire là chú rồng ta gọi là cánh tem nhiều trong đây. Và chú rồng Focus Command đây là 0,03 các bạn. Đúng là khám khá thì cái em mới chơi được 1 năm các bạn, nên cũng ổn, đúng rồi. Ok, và là 421k 173 2,1 339 2,3. Một cánh tem chú rồng 2 cam gì đấy. Và chú rồng kia là 0,1. Ok, đây là profile cuối cùng, nói chung là cũng ổn thì nói chung là theo nhận định của em là như vậy cũng ok. Bạn khoa học Nguyễn, bạn Nguyễn khoa học, trời ơi ghê vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành công việc là chúng ta gọi là đi khá là, nói chung là khá là phân tích về những cái profile và chia sẻ profile ta gọi là của những bạn khác và giúp cho nhiều bạn chúng ta có cơ hội chúng ta lên những cái chiến công chiến tích của mình. Thì đó là điều chúng ta đã có thể là thực hiện các bạn. Nhưng mà này chúng ta vẫn còn là đồng hành với mình trong những cái giờ phút cuối cùng này thì rất đáng là trân quý đấy. Ok, còn profile của các bạn, cái gọi là kỷ niệm bạn thì như thế nào? Các bạn chúng ta hãy comment sương sương cho mọi người chúng ta cùng biết nhé. Ok, và video của chúng ta đến là hết rồi. Thì xin gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đấy.